Trung Âu chìm trong lũ lụt kinh hoàng, thiệt hại hàng tỷ euro. Ghi nhận từ báo tin tức, lũ lụt nghiêm trọng đã quét qua khu vực Trung Âu, gây ra thiệt hại to lớn cho nhiều quốc gia trong vùng, đặc biệt là tại sông Danube, nơi mực nước dâng cao đáng báo động. Những cơn mưa lớn do bão Boris đã làm gia tăng mực nước trên toàn khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người dân. Tại Áo, nguy cơ từ tuyết tan và sự sạt lở đất đã trở thành nỗi lo lắng lớn khi thời tiết lạnh giá dẫn đến lượng tuyết dày trên dãy Alp làm tăng khả năng xảy ra các trận tuyết lở. Theo báo Sandburger Nachrichten, một nhóm cứu hộ sử dụng trực thăng và chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích sau khi một số người bị cuốn trôi trong một trận tuyết lở trên một con đường đi bộ gần Huetschlag thuộc trung tâm Áo vào chiều ngày 17 tháng 9. Cảnh báo về nguy cơ tuyết lở cao đã được phát đi từ gần 3 tháng trước và tình hình trở nên cấp bách khi một đợt tuyết dày lên đến 150cm rơi xuống trong tuần vừa qua. Mặt khác, những đợt nắng nóng đã thiêu đốt Địa Trung Hải vào mùa hè này, nâng nhiệt độ nước biển lên mức kỷ lục, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự hình thành của các cơn bão trên khắp châu Âu. Điều này không chỉ làm gia tăng tần suất mà còn khiến cho cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng lên, một dấu hiệu rõ rệt của biến đổi khí hậu. Nhà khoa học Bogdan Antonescu tại Climameter, một dự án được Liên minh châu Âu EU và Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp tài trợ, cho rằng bão Boris là một minh chứng sống động cho sự thay đổi nhanh chóng của ranh giới mà chúng ta coi là thời tiết cực đoan. Hậu quả của lũ lụt đã khiến Áo, Cộng hòa Séc và Rumani phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ. Cơ quan quản lý nước của Rumani cho biết cường độ trận mưa cuối tuần vừa qua là một sự kiện hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng một lần trong 100 đến 120 năm. Các nhà chức trách Cộng hòa Séc cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại thành phố Ostrava, phía Bắc, cũng như các vùng phía Nam của đất nước. Trong khi đó, cảnh báo lũ đỏ đã được ban hành cho Hungary và Slovakia. Tại Ba Lan, thành phố lớn thứ ba, Wroclaw, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt khi mực nước ở các con sông dâng lên. Dù nước lũ đang rút dần ở hầu hết lãnh thổ Cộng hòa Séc vào ngày 17 tháng 9, nhiều con đường và tuyến đường sắt ở phía đông vẫn phải đóng cửa để kiểm tra an toàn và tiến hành sửa chữa. Một số cây cầu hư hại nặng sẽ phải phá dỡ, gây ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực. Hiệp hội các công ty bảo hiểm Cộng hòa Séc ước tính thiệt hại bảo hiểm trên toàn quốc khoảng 17 tỷ koruna, khoảng 753 triệu USD. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã lên kế hoạch phác thảo một dự án tái thiết cho khu vực khi nước lũ rút, với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và một phần trong số 1,5 tỷ euro, 1,7 tỷ đô la Mỹ mà EU đã cung cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng. Lũ lụt không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản mà còn làm gián đoạn các dịch vụ vận tải, trong khi nguồn cung cấp điện cho nhiều thị trấn và làng mạc bị cắt tạm thời. Thống kê cho thấy, ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong các sự kiện liên quan đến lũ lụt trên khắp khu vực. Thủ tướng Tusk cũng cảnh báo rằng lũ lụt từ nước láng giềng Séc có khả năng tràn sang miền Nam Ba Lan, đe dọa thành phố Wroclaw, nơi có hơn 600.000 cư dân đã từng bị lũ lụt tàn phá nặng nề vào năm 1997. Đặc biệt, 44.000 cư dân ở thành phố Nisa, phía tây Nam Ba Lan đã được yêu cầu sơ tán do lo ngại rằng một đập hồ có thể bị vỡ. Lực lượng quân đội đã tham gia củng cố hệ thống phòng chống lũ lụt tại cả Wroclaw và Nisa để đảm bảo an toàn cho người dân. Áo đã thông báo có 5 người thiệt mạng do lũ lụt, trong khi các nhà chức trách tiếp tục công tác sơ tán tại 9 thị trấn trên khắp Lower Austria, nơi đã ghi nhận 21 trường hợp đập vỡ vào ngày 16 tháng 9. Giao thông đường sắt trên hành lang chính giữa Viên và Sandburg vẫn phải đóng cửa trên nhiều đoạn lớn. Tại thủ đô Viên, 4 trong số 5 tuyến tàu điện ngầm mới chỉ hoạt động một phần. Trong thông báo mới nhất vào ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Kannehammer đã cho biết nhiều khu vực ở Áo và các nước láng giềng đã phải hứng chịu những tác động nghiêm trọng từ bão Boris với những hậu quả mà ông mô tả là không thể tưởng tượng. Chính phủ Áo đã quyết định tăng quỹ thiên tai gấp 3 lần lên 1 tỷ euro, khoảng 1,11 tỷ USD để tài trợ cho các biện pháp phòng ngừa và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Miền Nam nước Áo là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã nhận được những khoản viện trợ đầu tiên vào ngày 17 tháng 9 khi chính phủ giải ngân 45 triệu euro từ quỹ thiên tai. Ngoài việc tăng quỹ thiên tai liên bang, chính phủ Áo cũng thực hiện nhiều biện pháp khác như cung cấp các khoản vay không tính lãi lên đến 100 triệu euro cho các công ty bị ảnh hưởng và hỗ trợ các công ty trong việc tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong thời gian ngắn. Chính phủ cũng dự tính trong những năm tới sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ euro vào việc mở rộng các biện pháp bảo hiểm lũ lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.
tại Hungary, bờ sông Danube ở Budapest đã bị đóng cửa cho giao thông và hòn đảo Margit Sziget, nơi thường được cư dân đến chạy bộ hoặc bơi, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Các tình nguyện viên đã cùng quân đội làm việc suốt đêm để đóng bao cát dọc theo sông, trong bối cảnh các cơ quan quản lý dự kiến mực nước sẽ đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua. Số nạn nhân tử vong do lũ lụt ở Trung Âu tăng lên ít nhất 23 người. Ghi nhận từ VTV Online, chính quyền Cộng hòa Séc đã thông báo về cái chết của nạn nhân thứ tư tại quốc gia này vào ngày 18 tháng 9, nâng tổng số người tử vong do lũ lụt ở khu vực Trung Âu lên ít nhất 23. Trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Âu trong ít nhất 20 năm qua đã để lại dấu vết tàn phá từ Romania đến Ba Lan, bùn và mảnh vỡ tràn vào trong các thị trấn, phá hủy cầu, nhấn chìm ô tô, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD. Được biết, 7 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở Romania, 7 người ở Ba Lan và 5 người tại Áo. Truyền thông Séc đưa tin, trong số 4 nạn nhân tử vong, trường hợp mới nhất là một phụ nữ 70 tuổi, sống tại một ngôi làng gần Jesenic, được tìm thấy cách nhà bà 20m. Đài truyền hình Séc cho biết, bà đã được sơ tán vào ngày 14 tháng 9, nhưng đã rời khỏi trung tâm sơ tán hôm 25 tháng 9 để trở về nhà. Tại Cộng hòa Séc, nước lũ hầu như đã rút, nhưng mực nước trên các con sông ở một số vùng phía nam Bohemia vẫn đạt đỉnh. Tại thành phố lớn thứ ba của Ba Lan là Wroclaw, người dân xếp hàng đi qua các bao cát để gia cố bờ sông và bảo vệ các tòa nhà, trong khi binh sĩ quân đội ở xa hơn về phía nam đã dựng những bức tường bao cát trên bờ sông Oder. Các nhà chức trách dự kiến mực nước sẽ đạt đỉnh ở Wroclaw trong ngày 19 tháng 9. Chúng tôi đang tập trung vào việc giữ nước sông Oder chảy trong phạm vi bờ sông. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Thomas Siemoniak cho biết, chúng tôi còn khoảng 10 giờ, rất khó khăn ở phía trước. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, hơn 14.000 binh lính đã được triển khai đến các khu vực bị lũ lụt. Lực lượng vũ trang đã sử dụng trực thăng để sơ tán người dân và tăng cường phòng chống lũ lụt, trong khi máy bay không người lái theo dõi tình hình từ trên cao. Tại một trạm đo mực nước gần Wroclaw, mực nước sông Oder đã vượt quá mức báo động đáng kể. Chính quyền Hungary đã mở một con đập ở phía tây bắc đất nước để dẫn nước từ sông Leitha vào một hồ chứa khẩn cấp nhằm bảo vệ thành phố Mosan Magyarova. Nước lũ được phép xả vào đất nông nghiệp. Tại thủ đô Budapest, sông Danube vẫn dự kiến đạt đỉnh khoảng 8,5m hoặc cao hơn một chút, có thể là vào ngày 21 tháng 9 hoặc 22 tháng 9. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến thăm làng Kismarod phía bắc thành phố Budapest trên bờ sông Danube, nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với mực nước dâng cao. Tại Kismarod, 70% công tác phòng chống lũ lụt đã được triển khai, với gần 100.000 bao cát đã được sử dụng. Người phát ngôn chính phủ Zoltán Kovács đã viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đang chờ đỉnh lũ ở Kismarod trong ngày 20 tháng 9. Thủ tướng Orbán viết trong một bài đăng trên Facebook: "Sẽ rất khó khăn, nhưng binh sĩ của chúng tôi sẽ kiên cường. Chúng tôi sẽ làm được." Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ đến thăm thành phố Wroclaw của Ba Lan vào ngày 19 tháng 9, nơi bà sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết họ đang kêu gọi Brussels cung cấp viện trợ tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ba Lan Andrei Domanski phát biểu tại một cuộc họp khủng hoảng ở Wroclaw rằng nước này đã dành riêng 2 tỷ zloty, 521 triệu USD để giải quyết hậu quả của lũ lụt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Cộng hòa Séc Zbigniew Stanjura hôm 17 tháng 9 cho biết ông muốn quốc hội nước này phê duyệt ngân sách điều chỉnh dành cho cứu trợ lũ lụt, mặc dù chi phí thiệt hại vẫn chưa được xác định cụ thể. Theo ông Stanjura, con số này có thể lên tới 4 tỷ USD.